10 đặc điểm của đàn ông bất tài. Kính thưa quý vị, nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm. Thế nhưng, người đàn ông có 10 đặc điểm dưới đây thì rất khó làm nên nghiệp lớn. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã từng nói, tính cách quyết định vận mệnh. Con người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Đối với đàn ông, nhân cách tốt giúp đạt được vinh hoa trong sự nghiệp và cuộc sống, trong khi nhân cách xấu có thể hủy hoại cả cuộc đời. Người xưa nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay. Nhưng đối với một số tính cách xấu, thì dù cho khó khăn tới mấy, cũng phải thay đổi. Cụ thể, đàn ông mà có 10 kiểu tính cách dưới đây, rất khó làm nên được nghiệp lớn. 1. Luôn phản kháng. Kiểu đàn ông này có thói quen phản đối và phủ nhận người khác ngay tức thì. Nếu đối phương dùng giọng điệu ra lệnh, anh ta sẽ lập tức tỏ thái độ không bằng lòng và phản kháng bằng được. Thực chất, mẫu đàn ông này không phải là người có cá tính hay mạnh mẽ, mà phần lớn do họ thiếu tự tin vào bản thân. Phản kháng là cách để cho họ che đậy nhược điểm bên trong, tránh nhận sự thiệt thòi về mình. 2. Sống dựa dẫm vào người khác. Có câu nói, thước đo một người đàn ông không phải khoảnh khắc anh ta thoải mái và nhàn hạ, mà tại thời điểm anh ấy tranh luận và đối mặt với thử thách. Tuy vậy, vẫn có kiểu đàn ông thích nịnh bợ, sống thiếu trách nhiệm, chỉ làm những việc có ích cho bản thân. Quan điểm sống của họ chính là dùng mọi mánh khóe để có tiền, có địa vị. Kiểu người này sống không có trách nhiệm, không thể gánh vác được việc lớn. 3. Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa. Cảm xúc dễ thay đổi, tự ái cao, nhạy cảm với mọi câu nói, hành động. Chính là đặc điểm của đàn ông, luôn khiến cho người khác đau đầu và cảnh giác nhất khi giao tiếp, bởi sợ đụng vào trái tim vốn mỏng manh yếu đuối của họ. Kiểu người như vậy thường cô độc, thích một mình. Tuy nhiên, người luôn đơn thương độc mã, làm mọi việc rất khó tạo nên được thành tựu trong sự nghiệp. Bởi xã hội hiện đại là xã hội tập thể, làm việc cần có sự giao lưu. Nếu không khắc phục, kiểu người này sẽ rơi vào trạng thái làm việc cho qua ngày. 4. Khôn lỏi. Từ xưa tới nay, chúng ta luôn coi trọng sự thông minh hơn là kiến thức. Nhưng đôi khi, thông minh và khôn lỏi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kiểu đàn ông khôn lỏi luôn muốn giành cái lợi trước mắt, dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, kể cả cách làm đó ảnh hưởng tới người khác. Khi đạt được lợi ích là nghĩ mình tài giỏi, nhưng thực chất không phải vậy. Đàn ông giỏi giang luôn rất thực tế. Họ nghiêm túc đón đầu mọi thử thách, sớm tìm ra được đạo lý từ cái lợi trước mắt, chính là sự chăm chỉ, nỗ lực, chứ không dẫm đạp lên đầu người khác đứng lên. 5. Suốt ngày than vãn. Cái này không thuận mắt, cái kia cũng không vừa ý, mọi thứ đều không ổn. Đây chính là kiểu người cho rằng tất cả mọi người xung quanh đang cố ý làm khó anh ta. Những người này không bao giờ tìm hiểu hay là nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác, mà chăm chăm đổ lỗi, than vãn và phàn nàn. Chung Yu Yung, người đã gây dựng nên đế chế Hyundai, tập đoàn đa quốc gia lớn thứ hai Hàn Quốc, từng nói, là đàn ông, ý chí là quan trọng nhất. Còn trẻ, bạn có thể nghèo tài sản, nghèo vật chất, nhưng không được phép nghèo ý chí. Cứ mãi đổ lỗi cho khó khăn, hoàn cảnh nghèo nàn và thiếu nguồn lực, bạn sẽ mãi chỉ là một tên đớn hèn, vô dụng và thất bại. 6. Sĩ diện. Kiểu đàn ông này luôn thích khoe khoang, tỏ ra hơn người và muốn người khác đánh giá cao mình, trong khi thực tế lại không phải vậy. Kiểu đàn ông này rất thích khoe mẽ bản thân, đôi khi còn khoác lác. Thế nhưng nếu bị bóc trần, cảm thấy bị đả kích, thất vọng, khó chấp nhận thất bại. Đàn ông sĩ diện lúc nào cũng tìm cách giữ thể diện cho bản thân mình, thậm chí còn quát tháo người thân
để ra oai với thiên hạ. Kiều người luôn coi mình là trên hết, không chấp nhận và vượt qua thất bại sẽ không thể có được thành công. 7. Thích hưởng thụ hơn thích làm. Bi kịch lớn nhất của đàn ông không phải là thiếu tiền mà là thiển cận trong tư duy. Họ không nhìn thấy tương lai, an phận với hiện tại, thậm chí chẳng buồn xem xét tới tương lai của chính mình. Đây không chỉ là vấn đề về tầm nhìn mà còn là vấn đề về nhận thức. Đàn ông suốt ngày mà chỉ biết chơi bời, hưởng những thú vui mà lười biếng, chính là điều khó chấp nhận. Nếu như không biết đặt sự nghiệp và cuộc sống lên trên những thú vui, những cám dỗ tầm thường, sẽ không thể gánh vác được những trách nhiệm lớn lao hơn. 8. Tự cao tự đại. Lòng tự cao thường khiến đàn ông trở nên quan trọng hóa cuộc sống riêng tư, phóng đại tầm quan trọng của bản thân. Vì thế, mỗi khi một vấn đề tiêu cực xảy ra, điều đầu tiên người này làm là tự bảo vệ bản thân thay vì quan tâm tới người khác. Trong những cuộc tranh cãi vì bất đồng quan điểm, anh ta không bao giờ chấp nhận lỗi sai, cũng như là lắng nghe lời khuyên của người khác. Một người quá cố chấp, không chịu thừa nhận khuyết điểm của bản thân, không chịu sửa đổi, sẽ rất dễ khiến họ tự tuột xuống dốc, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống. 9. Đa nghi. Đặc điểm chung của đàn ông đa nghi là không tin tưởng ai, luôn cho mình là trung tâm, thậm chí lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đàn ông tính đa nghi thì thường có mối quan hệ xã hội kém cỏi vì không nhận được sự tín nhiệm của người khác. Về mặt sự nghiệp, người đa nghi thường không quyết đoán hay lưỡng lự, thế nhưng cũng không tin tưởng giao việc cho người khác. Chính tính khí này khiến áp lực tâm lý và trách nhiệm luôn đè nặng lên họ, khiến cho họ khó đảm đương những việc quan trọng khác. 10. Lòng dạ hẹp hòi. Kiểu đàn ông này thường không chịu sự ràng buộc của các quy phạm đạo đức, do ngụy biện, mưu mô và tham lam. Ngoài ra, họ còn có tính khí ngang ngược, dễ thay đổi quan điểm như trở lòng bàn tay. Đàn ông lòng dạ hẹp hòi, dù xuất chúng đến đâu, cũng không nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp. Nguyên nhân là khi ở gần, đồng nghiệp sẽ luôn đau đầu vì sự tính toán chi li của họ. Tưởng cho làng, sẵn sàng cho tiền những người tới xin với lý do vợ ung thư sắp chết, hay là bố mẹ già không có thu nhập, hoặc ai ngỏ ý vay tiền, anh cũng sẵn sàng móc túi. Số tiền cho vay đã lên tới khoảng 1 triệu tệ, tương đương với 3,3 tỷ đồng, nhưng chú cũng biết chẳng thể nào lấy lại được. Có vay có trả, vay lại không khó. Người nhân phẩm tốt sẽ trả nợ đúng hạn, người nhân phẩm không tốt sẽ luôn tìm cách trì hoãn, dây dưa không trả. Cũng có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Khi bạn khó khăn, người sẵn sàng đứng ra giúp bạn, đó mới là bạn bè thực sự. 2. Thái độ khi tức giận. Nhìn người, đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất. Muốn nhìn nhận rõ một người thì phải xem lúc họ giận dữ, bởi vì nổi giận khiến cho con người bộc lộ bản tính. Từ đó có thể nhìn nhận được sự tu dưỡng và nhân phẩm của họ. Tiến sĩ Olison Mate, người sáng lập tạp chí Thành Công nổi tiếng khắp nước Mỹ, trong một cuốn sách từng viết: bất cứ khi nào, bạn cũng không nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Không nên bắt mọi hành động phải phụ thuộc vào cảm xúc, mà tự bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc. Con người sống trên đời khó tránh khỏi hỉ nộ ái ố. Một người khi tức giận biểu hiện thế nào thì sẽ nhìn nhận ra nhân phẩm chân thực nhất của họ. Khi tức giận, con người thường mất khả năng lý trí và mất kiểm soát, không che giấu.